Chúng ta tỉ mỉ quan sát những điển tịch của cổ thánh tiên hiền lưu lại, quý vị sẽ nhìn thấy. Giống như cổ nhân nói, học vấn thâm thời ý chí bình. Càng có học vấn, càng có tu dưỡng, hai người này họ sẽ khiêm tốn. Quý vị thỉnh giáo với họ, họ nói họ không biết gì cả. Đây là thật không phải giả. Có một vị đại đức cách chúng ta gần nhất là Ấn Quang Đại Sư. Đệ tử nhà Phật, bất luận là học theo tông nào phái nào, nhắc đến Ấn Quang Đại Sư không có ai không tôn kính. Quý vị thỉnh giáo Phật Pháp với Ngài, Ngài sẽ nói với quý vị, tôi không biết gì cả, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Ngài có công đức gì không? Tôi chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng không biết. Đây là điều mà Ngài luôn luôn dùng để ứng phó với mọi người khi họ đến thỉnh giáo. Lời Ngài nói rất đơn giản, nhưng trong đó học vấn lại rất lớn. Ngài nói Ngài chỉ biết ăn cơm. Nói cách khác, chúng ta không biết ăn cơm. Ngài chỉ biết niệm Phật, chúng ta không biết niệm Phật. Chúng ta tại sao không biết ăn cơm? Chúng ta còn lựa chọn khẩu vị, vậy là không biết ăn cơm rồi. Ăn cơm sanh phiền não, sinh tham sân si. Người ta ăn cơm không sinh tham sân si, cũng tức là nói không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, đó gọi là thật sự biết ăn. Chúng ta ăn cơm sẽ khởi tâm động niệm, sẽ có phân biệt chấp trước, đây là không biết ăn. Ngài ăn cơm vượt qua lục đạo, vượt qua thập pháp giới. Chúng ta ăn cơm nhất định không lìa khỏi lục đạo luân hồi. Khác nhau lắm. Cho nên lời nói đó nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trong lời có ý.